Dạ vâng, xin thân chào các bạn. Đây là khoa học gia Hannah Ái Hanh Trần với 32 năm về kinh nghiệm về khoa học xét nghiệm và hơn 10 năm về phương pháp và những cái khoa học về ăn uống đúng và dùng những cái thực phẩm bổ sung thiên nhiên để làm lành bệnh tật. Vâng, nhưng mà trong một vài ngày tới đó thì mình sẽ có một loạt bài nói về ung thư, làm sao để trừ khỏi ung thư hoặc là phòng chống ung thư cùng một lúc rồi sau đó trừ khỏi nếu mà mình đã bị, là vì mình tìm ra cái quyển sách này của một cố vấn chuyên gia về ung thư và cái vị này là có trên 15 năm kinh nghiệm về cố vấn ung thư bằng phương pháp thiên nhiên, không đi theo thuốc tây các bạn nhé. Và ông tên của ông ấy là Nathan Crane. Nathan là Nathan và Crane là Crane. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu sách của ông ở trên Amazon đọc thêm bằng tiếng Mỹ thì cái đó là tùy các bạn. Vâng, thì lý do tại sao mà mình chia sẻ các bạn về ung thư ở đây là tại vì ngày xưa chồng mình chết một chết sớm ở cái tuổi 53 tuổi và anh ấy là tiến sĩ vật lý, giảng sư đại học, mình cũng là chuyên xét nghiệm y khoa, khoa học gia. Và đồng thời mình cũng có thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Nhưng mà tụi mình không có kiến thức về dinh dưỡng, ăn uống đúng. Và sau đó anh ấy mắc bệnh và mình đi theo cái phương pháp Tây y 100% trong cái thời gian đó. Và do đó ông chồng mình đã chết rất là sớm. Thành ra mình để ý về ung thư càng ngày càng nhiều và sâu hơn để mà mình không bị. Tại vì đối với mình ung thư là bản án tử hình, không có gì sợ bằng bệnh ung thư các bạn. Thì bây giờ mình đây là cái bài nói chuyện thứ hai, bạn nào chưa thấy bài thứ nhất thì làm ơn vô Facebook của mình nhé, YouTube. Vâng, thì bây giờ cái lời nói đầu tiên là cũng từ cái quyển sách của cái vị ông Nathan Crane này đó, ông cũng nói và cũng là áp dụng cho chính mình luôn, là mình có một cái câu là tuyên bố nguyện miễn trừ trách nhiệm, là cái quyển sách này hay là những cái tài liệu mà mình đưa ra liên hệ đến quý vị là nó có thể chứa thông tin chung liên quan đến các tình trạng y tế khác nhau và cách điều trị. Nhưng mà thông tin như vậy chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho những lời khuyên y tế về y tế của bác sĩ nhé các bạn. Bạn không nên sử dụng thông tin có trong tài liệu này để chẩn đoán một vấn đề hoặc bệnh tật về sức khỏe hoặc là thể lực của bạn. Bạn phải luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia mà chăm sóc sức khỏe có trình độ chuyên môn khác để được tư vấn y tế về y tế hoặc là thông tin để chẩn đoán và điều trị cho chính mình nha. Rồi bây giờ mình trở lại, đây là bài thứ hai mình nói là làm cách nào để phòng ngừa hoặc là khỏi ung thư nha các bạn. Đi theo cái vị này. Tại vì chính ông ấy đã bị ung thư về đường ruột và đã thoát và ông ấy có hơn 15 năm kinh nghiệm và nói chuyện với nhiều nhiều trăm người đã thoát và trước khi ông ấy viết được cuốn sách này thì ung thư đó trong hầu hết các trường hợp đó, thường mất từ 7 năm hoặc lâu hơn trước khi nó được xác định và trong nhiều trường hợp các bạn ung thư đã được xác định phát triển trong cơ thể của bạn hàng chục năm trước khi bạn biết nó ở đó thì đây là chính là trường hợp của ông xã mình. Thì ung thư từ từ bắt đầu phát triển và lan rộng dựa trên cái môi trường mà đã hỗ trợ sự phát triển của nó, tức là môi trường trong cơ thể mình. Lúc đó mình ăn uống, mình cho cái gì vô người của mình mới bị ung thư các bạn. Thì cái ý nói là như vậy. Thì tại sao phải mất quá lâu để được xác định? Cái lý do đầu tiên á, là những cái trường hợp mình đi chụp cộng hưởng hoặc là đi X-ray thì thường thường nó là tình cờ, hoặc là trong khi khám sức khỏe định kỳ thì hoặc là mình bị thương hay là bị đau là có một cái số triệu chứng nhẹ mà bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. Vì vậy bác sĩ mới đề nghị chụp cái MRI và vào thời điểm đó ung thư thường đã lan đến các hạch bạch huyết và nếu đó là khối u thì kích thước của nó có thể từ 2 cm cho tới 5 cm và thường được phát hiện ở giai đoạn 2 hoặc là trễ hơn. Thì đây là chính xác xảy ra trong xã của mình. Lúc mà tìm ra đó thì anh đã bị giai đoạn 4 rồi các bạn. Rất là không may mắn. Ok.
Thì cái lý do tại sao ung thư thường không được tìm thấy cho đến khi mà nó đã hình thành trong cơ thể của bạn trong nhiều năm là bởi vì hầu hết các bệnh ung thư và cho đến giai đoạn rất muộn không có bất kỳ triệu chứng nào, đó là tình trạng của ông xã mình nhé. Thì đúng vậy, có thể là bạn chưa biết nhưng bạn có thể đang sống chung với bệnh ung thư trong nhiều thập kỷ, trong nhiều trường hợp với rất ít triệu chứng hoặc thậm chí không có triệu chứng nào cả. Trong trường hợp ông xã mình là bị ung thư cũng đã vài năm rồi mà triệu chứng chỉ là đau lưng thôi các bạn. Ok. Và đó có thể vừa là một phước lành, ok, và nó vừa là một lời nguyền, ok. Thì điều may mắn là bạn có thể sống chung với căn bệnh ung thư trong nhiều thập kỷ, là trường hợp ông xã mình ha. Lần nữa mình liên hệ cho các bạn biết, mà không hề hay biết, thì mình được tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra đó là khi nó bước vào giai đoạn cuối, di căn sang cái phần những phần còn lại của cơ thể, và sau đó cơ thể bạn bắt đầu ngừng hoạt động và bạn chết. Thì ông xã mình từ lúc tìm ra cho tới lúc ảnh mất có 6 tháng thôi, nhưng mà họ chỉ chữa trị cho ảnh 3 tháng và sau đó 3 tháng cuối cùng là ảnh nằm nhà và chờ chết. Chứ họ không, họ đã bỏ cuộc. Sau 3 tháng họ chữa trị cho anh ấy. Vâng, thì đối với một số người đó, điều này có thể mất nhiều năm, nhưng mà đối với những người khác nó có thể xảy ra rất nhanh. Thì đó là ông xã mình là trong vòng có 6 tháng thôi từ lúc tìm ra. Thì tất cả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố số 1 mà nó phụ thuộc vào đó là môi trường mà các tế bào ung thư sinh sống, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi vào trong các bài nói chuyện kế tiếp của mình nha các bạn. Thì nhưng mà cái điều quan trọng rút ra ở đây đó là bệnh ung thư đã kiên nhẫn phát triển năm này qua năm khác mà mình không hề hay biết nhé. Và cái điều kiện xã hội của chúng ta ngay là ngay lập tức muốn thoát khỏi nó. Phản ứng của chúng ta là thường là do sợ hãi, và đó là mong muốn loại bỏ căn bệnh ung thư ra khỏi chúng ta càng nhanh càng tốt, đúng không? Chủ yếu là vì bác sĩ nói bạn không cần, bạn cần phải phẫu thuật hoặc hóa trị hoặc xạ trị ngay lập tức. Hãy lên lịch cho bạn ngay bây giờ, bạn chỉ còn 6 tháng để sống. Cái đó là y hệt trường hợp của ông xã mình, và họ thuyết phục bạn đặt lịch hẹn ngay lập tức vì sợ hãi và thường khiến cho bạn không thực hiện được nghiên cứu cho riêng mình. Và mình lấy ý kiến thứ hai để mà mình đi kiếm ý kiến thứ hai hoặc là ý kiến thứ ba từ từ các chuyên gia trong nhiều ngành lĩnh vực y tế ngoài y học thông thường, và hiếm khi họ khuyến khích mình tham khảo ý kiến của cấp trên. Họ là bác sĩ đó. Sức mạnh hoặc là sử dụng trực giác của mình hoặc lý luận của riêng mình, và chỉ làm những cái gì mà họ nói ngay bây giờ. Họ ở đây là bác sĩ, hoặc là bạn sẽ chết, tức là lúc đó mình ở trong cái tình trạng đó các bạn. Thì bạn thấy đấy, đó là mình đã trao quyền lực của bạn cho người khác, tin rằng họ có tất cả các câu trả lời cho sức khỏe của bạn, mặc dù bây giờ bạn hiểu rằng họ có thể có một số câu trả lời, nhưng thật sự hiếm khi các vị bác sĩ đó có tất cả các câu trả lời các bạn nhé. Và chúng tôi cũng đã nói về nghiên cứu lớn nhất từng được thực hiện về hóa trị và làm thế nào mà nó có tỷ lệ thất bại gần 98% và tỷ lệ thành công chỉ có 2,3%, tính trung bình trên 22 loại ung thư khác nhau các bạn. Thấy có kinh hay không? Tức là mình mà lên hóa trị thì cái sự thành công của mình chỉ có 2,3% là mình có cơ hội sống sót thôi ha, hoặc là chữa lành. Nói vậy đi, chưa hết. Hóa trị cùng với xạ trị và phẫu thuật là ba phương pháp hàng đầu mà các bác sĩ y khoa thông thường lựa chọn. Thì hầu hết các bác sĩ y khoa đơn giản là không được dạy về nền tảng của sức khỏe, và thật không may, họ không được trang bị đầy đủ để giúp cho mọi người chữa lành bệnh mãn tính. Họ là bậc thầy đấy khi mà nói đến chăm sóc chấn thương cấp tính, điều trị các vết thương do đạn bắn ra hoặc vỡ nội tạng hoặc nhiễm trùng ha. Nhưng mà khi nói đến các bệnh liên quan đến chuyển hóa lối sống như là ung thư, thật không may họ không được dạy về nền tảng này và các nguyên tắc của các nguyên nhân gây ra ung thư và làm thế nào để loại bỏ nó. Bây giờ có một ngoại lệ cho điều này, và đó là có một số bác sĩ y khoa đã nhận ra rằng cái lĩnh vực y học thông thường mà họ đang hành nghề, họ không thực sự giúp cho mọi người chữa được các bệnh mãn tính như ung thư,
họ chỉ kê đơn thêm và cho nhiều thuốc hơn, đổ thêm dầu vào lửa, và họ đã nhận ra rằng có một cách tốt hơn để thực sự giúp mọi người ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật, là sử dụng các phương pháp tự nhiên, toàn diện và tích hợp hơn, và sau đó họ có thể truyền thọ họ có họ và họ để cho cái thuốc truyền thống thực sự, phương pháp thiên nhiên giúp ích mọi người chữa bệnh. Và sau nhiều thập kỷ trải nghiệm lâm sàng trực tiếp, họ đã khám phá ra cái bản thiết kế cho sức khỏe và sự chữa lành thực sự. Và đó là một số chuyên gia mà tôi, tức là cái ông Nathan Crane này đó, đã có vinh dự được dành nhiều thời gian học hỏi cùng và đã được chia sẻ những thập kỷ của trí tuệ và kinh nghiệm của những cái vị bác sĩ khác biệt này nè cho ông, cái ông Nathan Crane này, và do đó ông sẽ qua mình dịch ra sẽ chia sẻ với các bạn trong những bài nói chuyện kế tiếp nhé. Thì bây giờ cái bài nói chuyện của mình nó ở đây là bài số 2, thì mình sẽ ngừng ở đây, rồi từ bài số 3 trở đi các bạn sẽ biết những cái bước căn bản để mà ngăn ngừa ung thư hoặc là đẩy lùi nếu mà các bạn đã bị. Ok, và xin thân chào và hẹn các bạn trong một bài nói chuyện sau. Mình hy vọng mỗi ngày mình có thể lên một bài để chấm dứt cái loạt nói chuyện về làm sao để thoát khỏi ung thư. Thank you, cảm ơn ạ.